Ê yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu trả lời cho hai câu hỏi: tại sao chúng ta phải vệ sinh cho laptop và khi nào thì chúng ta nên đi vệ sinh cho laptop. Và báo cho các bạn thêm một tin vui nữa rằng chương trình vệ sinh laptop hoàn toàn free và được che keo tản nhiệt cũng hoàn toàn free. Cuộc Điện Thoại Vui sẽ được bắt đầu và nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Thế nên là nếu như anh em có nhu cầu vệ sinh laptop trước khi coi video này, anh em có thể đến ngay Điện Thoại Vui, các anh kỹ thuật viên họ sẽ vệ sinh laptop cho các bạn hoàn toàn miễn phí và sau đó các bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào giống như là phí che keo. Và đầy đủ về những nội dung và chi tiết của chương trình thì cùng mình bắt đầu video hôm nay thôi nhé. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về lý do để vệ sinh cho laptop. Thì việc mà các bạn vệ sinh cho laptop thì nó sẽ giúp laptop của các bạn có hiệu năng ổn định hơn, tuổi thọ của laptop nó cũng sẽ được lâu dài hơn. Và ngoài ra trải nghiệm của các bạn nó cũng sẽ tốt hơn. Tại vì khi mà chiếc máy của các bạn dính bụi, lúc đó thì những linh kiện bên trong của chúng ta như là RAM, quạt tản nhiệt hay là chip, nó sẽ không thể nào hoạt động được tốt. Và sau một khoảng thời gian nó bị đóng bụi quá nhiều, thiết bị của các bạn nó sẽ nóng lên. Và khi mà thiết bị nóng lên thì hiệu suất nó sẽ không còn được ổn định giống như ngày đầu. Và điều đó sẽ dẫn đến lý do thứ hai, hiệu suất của thiết bị sẽ không còn được ổn định. Nếu như các bạn đã sử dụng một chiếc laptop trong một khoảng thời gian dài, từ 6 tháng cho đến 1 năm mà thiết bị của các bạn chưa được vệ sinh lần nào, vậy thì các bạn hãy đi vệ sinh ngay đi. Tại vì với một khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn bụi nó đã đóng vô trong những cái linh kiện của các bạn rồi. Và giống như mình đã nói ở trên, khi mà linh kiện nó bị đóng bụi thì nó sẽ không thể nào hoạt động ổn định được nữa. Và chiếc máy của các bạn nó sẽ dễ dàng nóng lên. Và khi mà chiếc máy nóng lên, tất nhiên rồi, hiệu năng sẽ không được đảm bảo. Vậy cho nên là sau một khoảng thời gian dài thì các bạn hãy nhớ đi vệ sinh chiếc laptop của chúng ta. Và việc vệ sinh cho chiếc laptop cũng chính là việc mà các bạn đang bảo vệ cho chiếc laptop của chúng ta. Chỉ cần các bạn đem chiếc laptop này đi vệ sinh thì những linh kiện bên trong của nó sẽ có thời gian sử dụng được lâu dài hơn và cái phần khấu hao khi sử dụng của nó cũng được giảm tải xuống. Và nếu như các bạn cứ sử dụng mà các bạn không quan tâm đến những linh kiện như là RAM, chip hay là những cái quạt tản nhiệt ở trong chiếc máy của chúng ta thì sau một khoảng thời gian những cái bộ phận này nó sẽ dễ dàng bị hỏng hóc hơn. Một ví dụ cụ thể hơn đây, các bạn sử dụng những chiếc MacBook có bàn phím cánh bướm và như chúng ta đều đã biết cái bàn phím cánh bướm này nó đã nhô lên rất là cao so với mặt phím và như thế thì hạt bụi nó sẽ dễ dàng dính vô trong chiếc bàn phím của chúng ta. Và khi mà bụi nó tích tụ đủ lâu, chiếc bàn phím của các bạn nó sẽ không còn được nhẹ giống như ngày đầu và nó cũng sẽ dễ dàng hư và hỏng hóc hơn. Vậy cho nên là mình vẫn khuyên các bạn đi vệ sinh laptop đi nhé. Và cái lý do cuối cùng để các bạn đi vệ sinh laptop đó chính là việc các bạn sẽ sử dụng chiếc laptop của chúng ta được lâu dài hơn. Và khi mà các bạn đi vệ sinh cho chiếc laptop của chúng ta được sạch sẽ, như thế thì những linh kiện của nó cũng sẽ được sạch sẽ và tuổi thọ của chiếc laptop chúng ta nó sẽ ổn định hơn. Tổng quan về nội thất hay là tổng quan về môi trường mà bên trong các bộ phận của máy tính được hoạt động, khi mà nó sạch sẽ thì hiệu suất của chúng ta chắc chắn nó ổn định hơn rồi. Vậy thì khi nào thì chúng ta nên đi vệ sinh laptop? Lý do đầu tiên, khi mà các bạn thấy chiếc laptop của mình đã nóng lên quá nhanh so với những ngày ban đầu và khi mà các bạn sử dụng thiết bị, cái quạt tản nhiệt nó kêu quá to hoặc là gây ra những tiếng ồn lớn, như thế thì các bạn cũng nên đi vệ sinh laptop rồi. Lý do thứ hai là giống như hồi nãy mình có đưa ra ví dụ cho các bạn, đó là khi mà bàn phím của các bạn nó không còn hoạt động được giống như bình thường, nó dễ dàng bị kẹt phím hoặc là bị double click, như thế thì các bạn cũng nên đem chiếc laptop của các bạn đem đi vệ sinh. Và cuối cùng thì mình vẫn khuyên với các bạn rằng chúng ta nên đem chiếc laptop đi vệ sinh ít nhất là mỗi tháng một lần, như thế thì sẽ đảm bảo được rằng chiếc laptop của chúng ta sẽ luôn được hoạt động tối đa công suất. Và đây là chiếc laptop Asus của mình và mình đã vệ sinh nó cách đây khoảng 3 tháng rồi và hiện tại thì nó cũng gặp một số hiện tượng như là cái trackpad của mình không còn thể hoạt động được nữa. Ngoài ra thì khi mà mình sử dụng, thiết bị của mình cũng nóng lên khá là nhanh. Vậy cho nên là bây giờ thì cùng mình đóng chiếc laptop này lại, đi đến Điện Thoại Vui và trải nghiệm chương trình vệ sinh laptop hoàn toàn free thôi nào. Ok, let's go.
Và như thế thì chiếc laptop của mình đã được vệ sinh. Bây giờ thì nó lại có thể hoạt động mạnh mẽ và ổn định trở lại rồi. Anh em mà có những chiếc laptop cũ, quá cũ rồi thì hãy đem đến Điện Thoại Vui. Chúng ta sẽ được vệ sinh hoàn toàn free đấy nhá. Và rất cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.